Yêu nhau mấy núi cũng leo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Đó là câu nói rất là quen thuộc à, mà chắc chắn là cái số lượng người Việt của chúng ta là biết câu đó rất rất là nhiều. Đó là câu nói nổi tiếng hồi thời xưa, nhưng mà bây giờ không có đâu, bây giờ không có mà là lội lội vượt gì vượt sông hay trèo đèo gì đâu. Tại vì bây giờ cái cần cái gì các bạn cứ phone, giả là gọi trực tiếp thì thấy nhau rồi. Địa lý, ý mình nói vấn đề địa lý không bao giờ là cái vấn đề nữa. Hồi xưa đổ thừa ở xa gần, bây giờ không có. Nói như vậy là các bạn biết nãy giờ 30 giây trôi qua không có đến giấy được tóc hết, nhưng mà đây giới sao này. Và clip hôm nay các bạn biết là một người khách hàng cũng là một cái học viên mới mới vào đây từ ngoài Hà Nội là miền Bắc rồi, nhưng mà vào tận miền Nam tới chỗ mình là tỉnh An Giang xa xôi hẻo lánh. Để cái thứ nhất đó là để thỏa sức cái đam mê để theo đuổi cái nghề để sau này có một cuộc sống tốt hơn. Mình hy vọng tất cả các học viên không phải riêng chỗ mình mà tất cả mọi người đi học không gì tóc mà bất cứ cái gì cũng được, đạt được mơ ước mục đích của mình hết. Thì các bạn biết rồi, đây thì cái năm cũ cũng sắp qua rồi, năm mới sắp đến rồi, thì qua đây cũng chúc tất cả anh em cũng như mọi người đến những cái năm mới đó thì luôn gặp nhiều thành công mới, sức khỏe cũng như là may mắn, tất cả những gì tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người. Và đó cũng là lời chúc quen thuộc em xin gửi đến tất cả anh em mọi người trên mọi miền tổ quốc. Chúc mọi người luôn có những giây phút thư giãn thật là tuyệt vời. Còn vấn đề mà về tóc thì cái kiểu tóc Nakata hôm nay đó thì các bạn tất cả có trong cái video này hả các bạn xem cho vui thôi. Rồi bắt đầu vô vấn đề chính đây. Giờ đây là dây khách hàng những giây phút đầu của video mình có nói đây. Đây bạn thấy gương mặt khá dài nhưng mà khách hàng vẫn thích cắt cái dòng Nakata gọn gàng như thế này. Với cái chất tóc ban đầu các bạn thấy đây, các bạn thấy rất là rõ ha, chất tóc không dày không thưa, tầm trung thôi. Các bạn để ý cái lúc đầu thì cái tóc này đợt trước có nghĩa là cắt nó không có được nhọn cho mấy này, thì hôm nay mình sẽ đến đây. Còn như mình nói cái phần phía dưới không có quay nè, các bạn thấy rất là rõ ha, chỉ quay chủ yếu cái phần trên thôi. Da này thuộc cái dạng nó gần như là da giấy rồi, đụng tới đâu là đỏ tới đó này. Cái sọ khỉ rất là to ha, thì gặp những sọ khỉ to như thế này thì mọi người có thể thử một lần. Riêng mình thì mình đã thử rất là nhiều rồi, mình có thể cắt trên nó hoặc dưới nó, có nghĩa là hai phay hoặc giả là lâu phay. Còn nếu biết phay thì nó sẽ có vấn đề gì đó khi mà nó gặp cái sọ như thế này thì cái hiệu ứng nó sẽ không có to, không có rõ nhé. Đây còn ở phần trên các bạn thấy như mình đã phay cái phần dưới bo rồi, bắt đầu tới cái phần trên. Về cái vấn đề tóc này, nếu mà tóc cái chất tóc mà dài nữa thì sẽ cắt nguyên cái bờm là cái tim giữa một góc nhọn nó một chút, các bạn sẽ thấy nó sẽ gom vô hình chữ V. Nếu mà dài thì sẽ dài ra tới cái chỗ ở phía sau này, phía sau sái luôn. Nhưng mà tóc các bạn biết nó không có đủ dài này nên chỉ là lấy cái phần trên thôi. Tại vì góc độ này các bạn thấy rất là rõ ha. Đấy, cái phần quan trọng là cái phần ở trên đây, chủ yếu đánh vào phần trên các bạn thấy nè. Mình sẽ cắt theo cái như cái chiều lược đó. Nó sẽ gom vô hình chữ V và giữ cái góc nhọn ở ngay cái tim ở giữa đỉnh đầu. Đây các bạn, như thế thì nó dễ canh hơn. Còn về đặt lược như thế này thì các bạn có thể đặt ngang như thế này.
Nếu mà khác nữa thì các bạn có thể đặt theo cái hình chữ V như những cái dây vừa qua các bạn thấy đó. Nhưng mà thường thường thì mình cắt cái dòng này thì mình sẽ cắt như thế này. Đã nói chữ V thì bắt buộc nó phải có một cái góc nhọn nào đó nhất định. Để còn riêng cái dòng này thì mọi người cũng biết là nó cũng nói chung mình không biết nó là dễ hay là khó luôn, nhưng mà cái khả năng tới đâu thì mình cứ làm tới đó thôi. Không cần các bạn bắt cắt bằng cách nào, miễn mà nó gom vô ngay cái đỉnh đầu ở giữa để mình tạo một cái góc nhọn lên thì nhìn cái tóc nó ra cái hình. Đặc biệt nó phải có góc nhọn, đặc biệt phải có. Mình sẽ lấy một bên, sẽ lấy trước một bên ha. Khi một bên các bạn thấy nó hoàn chỉnh, nó đều rồi đó, thì mình sẽ căng bên kia, cũng như là nó có một cái lề sẵn rồi thì dựa theo đó thì mình sẽ cắt ở bên kia, nó tựa như vậy thôi. Thì hai bên nó sẽ cân đồng rồi mình sẽ tùy chỉnh sao. Do cái tóc ban đầu nhuộm có màu sẵn đó, các bạn biết những cái tóc này nếu mà thực chất mà có màu thì nó sẽ đẹp hơn tóc đen, tại vì cái phần bờm ở trên nó sẽ hiện ra. Đây các bạn sẽ chảy sượt ngược lại ha. Khi mà các bạn thấy cắt mà xui, thấy nó xui tóc đây như thế này, các bạn thấy nó cắt nó đều rồi, nó mịn rồi, nhưng mà thực chất chưa cắt xong. Các bạn có thể bỏ ra vài dây mình chảy ngược lại như những cái dây vừa qua đó, thì các bạn sẽ thấy những cái sợi tóc còn rất rất là nhiều, nó nằm ở dưới đó. Đây các bạn thấy nè, một bên nó chuẩn theo một phía rồi, bên tay trái màn hình đó. Cái nào chìa ra các bạn cắt ha, mà thấy rất là rõ đó, nó mò vô, nó bò vô và nó dần từ ngắn tới dài, dài lên trên đỉnh đầu. Đây, nó thẳng như một cái cây lược, các bạn thấy rất là rõ ha. Thế thì bên kia nó có một cái nếp rồi, nó có một cái cự ly nhất định rồi, thì bên đây mình sẽ bo theo nó luôn. Nhưng mà thực chất mà nói cái dòng này cắt nó hơi lâu một tí ha, tại vì khả năng mình nó chỉ tới đây thôi. Còn như anh chị em mình có thể cắt rất là mau. Còn riêng mình thì nó lâu, tại vì các bạn biết rồi. Khi mà moi vô hình chữ V này, nếu mà mình phạm phải chỉ một lỗ nhỏ thôi thì cả một quả đầu nó ảnh hưởng rất là lớn luôn. Nên có thể mình gặp những cái trường hợp tóc này mình sẽ cắt cái thời gian nó nhờn ra một tí. Tại vì bất cứ khách hàng nào cũng vậy, phần lớn người ta đi cắt tóc chủ yếu người ta muốn là nó đẹp, nó chuẩn. Cắt về nhà là anh chị em bạn bè hay là ghệ gặp vợ con đó, người ta khen nó vui rồi. Đặc biệt cái dòng này là bóp vô nên nó cái cẩn thận nó cao hơn, mà đặc biệt mình làm chậm như rùa nên là không biết nói như thế nào luôn. Đây các bạn thấy nó gom từ từ vô rồi nè. Nếu quen á thì mình sẽ đẩy lực đây, mình sẽ đẩy tông đơ trực tiếp luôn. Còn nếu không đây, đẩy trực tiếp như thế này nè, để các bạn thấy đó. Còn nếu không thì mình sẽ cây lược. Còn nếu không nữa thì các bạn có thể phối hợp cả hai cách lẫn nhau trong như trong cái clip này. Mình canh làm sao cho cái đỉnh ở ngay trung tâm, ngay trung điểm, có nghĩa là từ cái sống mũi chạy thẳng dài lên trên trán và dài lên trên cái đỉnh đầu. Mình sẽ lấy nó là một cái ni. Đây các bạn thấy sượt ngược lại đó. Nhìn cái góc độ xa này mọi người thấy nó ít ngay, nhưng mà thực chất gần đây. Như vậy ok, còn sượt ngược lại này, bạn thấy rất là rõ này. Nếu mà quay gần một chút các bạn thấy tóc 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 con, có nghĩa là những cái sợi tóc không phải là tóc con, nếu mà nói gì thì nó không đúng rồi. Những cái sợi tóc dài nó nằm bẹp xuống, nó mình không có thấy được.
Đây các bạn có thể thấy chỉ vài sợi thôi, nhưng mà thực chất ở ngoài nó rất là nhiều ha. Đây các bạn có thể nó thấy đó, đó đó. Thì cái gì cũng thẳng cũng vậy, nói chung là theo mình nghĩ thì cái gì mà mình cẩn thận mình tỉ mỉ thì nó không có thừa. Thì từ trước tới giờ mình cũng làm nó chậm chạp như thế này đây. Đấy, các bạn thấy nó cũng nói chung là nó cũng khá là đơn giản nhưng mà nó cũng khá là phức tạp. Nhưng mà đối với mình là nó phức tạp rồi. Cái phần ở trước tráng này thì mọi người sẽ ủi xéo lên ha. Các bạn cây lược cũng được. À, còn không gây lượt thì mình vẫn đẩy cái tông không bình thường. Mình sẽ ủi sượt lên với góc độ là xéo ăn vào cái chân tóc, những cái phần đó mình quên quay rồi. Đây các bạn thấy cái tóc rất là rõ nè. Xong rồi, này chỉ cào nó là thành phẩm. Đây, từ trên dưới về từ dưới lên. Và thấy nó có một cái hình chữ V đại loại ha. Nó cũng ra được một cái hình. Còn về cái phần cạo viền, đặc biệt cái viền trán này mình có nói trong một hai cái video trước đó. Nói chung là bản thân mình không có giấu giếm gì hết, mình thường bị hoài luôn. Là thường thường bấm khung xong cạo xong thì khi mà ngồi dậy á, kiểm tra nhìn vô kính thì nó gục về bên cái tay trái, cái viền trán nè. Còn có một số anh em thì sẽ gục về bên tay phải. Thì cái cách khắc phục nó cũng khá là đơn giản thôi, tại vì mình bị hoài đó. Khi mà xong rồi các bạn cạo xong, các bạn thấy nó được rồi, sơ ý nhìn vô kính mình chỉ nhìn ở ngoài thôi, nhưng mà khi người ta về nhà là người ta phát hiện ra là một trời một vực luôn, thực chất là như vậy luôn. Thì nếu mà tốt nhất thì xong hết rồi các bạn có thể, khi mà khách hàng người ta ngồi dậy đó thì mình có thể nhìn vô kính một lần nữa ha, thì các bạn sẽ biết nó đồng hay đều. Rồi nếu mình nhìn ngoài không là thua. Cái sản phẩm nó cuối cùng nó ra như thế này đây. Các bạn thấy nó không có gì hết, nhưng mà khi mà nhìn cái mặt trước thì cái tóc nó hoàn toàn nó có một cái gì đó gọi là đây, gương mặt tỏ ra hiền thục đấy. Đây rồi, cái vấn đề mà sọ khỉ, các bạn thấy cái sọ nó nhô ra rất là cao ha. Mọi người thấy chỗ trắng đen, cái thứ nhất là do cái thịt lội thịt lõm, cái thứ hai là gì hết biết rồi. Rồi cảm ơn anh tất cả anh em đã quan tâm theo dõi hết video này. Chúc mọi người có những giây phút thư giãn thật là tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại.